Cuốn sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Gánh Hàng Hoa của hai đại tác gia, nhà văn Khái Hưng và nhà văn Nhất Linh. Tác phẩm được nhà xuất bản đời nay phát hành tại Hà Nội năm 1934. Người đọc Thái Hoàng Phi Tập 2 Liên thì bởi lúc đó Tâm trí nhiễm đầy những sự buồn rầu đau đớn Nên lại nhớ đến cái chết của mẹ Nhìn vào giường Nàng tưởng tượng trông thấy cái xác gầy còm của bà lão Vội vàng nàng đưa hai bàn tay lên che mặt Như cố xua đuổi cái cảnh tượng rùng mình sợn gái đi Còn Minh thì chàng nghĩ đến cuộc đời tương lai của chàng Tương lai ấy buổi trưa hôm nay Chàng thấy đẹp đẽ phẳng lặng chàng sẽ cùng người vợ yêu sống một đời dịu dàng êm ả không ham muốn nhưng không bị loay hoay chật vật về kế sinh nhai cuộc tương lai ấy sẽ thành ảo mộng chăng không chẳng bao giờ lại thế mình cái gì đấy mình anh đỡ đau anh trông thấy mình rồi liên vui mừng thế à vậy mình không không anh không mù đâu em đừng sợ Thực ra mình chương mắt nhìn chung quanh, tuy sự cố sức ấy làm cho chàng đau đớn. Thế bây giờ em đừng làm gì? Mình cố hết sức mở mắt, nghiêng đầu chăm chấm nhìn vợ. Mình đưa ngồi ghế, lấy vật áo, lau nước mắt, liền hớn hở chạy thẳng xuống bếp khoe với Văn. Anh Văn ơi, nhà tôi không mù đâu. Văn quay lại trao đôi lông mày. Ai bảo chị rằng anh ấy mù, chỉ dại dột. Chỉ mai là anh ấy khỏi như thường Thực không anh Anh đừng nói dối tôi nha Kìa nước đã xô rồi Văn loay hoay Luống cuốn chẳng biết làm thế nào Mà bắt được siêu nước ở bếp ra Vì chàng chỉ quen dùng những ấm đồng có quai mà thôi Liên cười Thôi anh để đấy cho tôi Nàng liền lấy rơm lót hai tay ấm Bắt ra đặt trên rế Rồi đem lên nhà Suốt đêm Văn và Liên săn sóc bên giường Minh Không ai chợp mắt Mãi lúc gà trong sớm thi nhau gáy sáng Hai người mới biết trời sắp rạng đông Mình vì mệt quá vừa thiếp đi Liền toàn nói Nhưng văn giơ tay ra hiệu Bảo im để mình yên giấc Nửa giờ sau Ánh sáng mặt trời đã chiếu qua khe cửa Thông thả văn đứng dậy Thì thầm cáo từ vợ bạn ra về Hẹn lát nữa sẽ mang thuốc đến Liền đưa bạn ra tới cổng Còn nhắc lại câu hỏi Anh tính có việc gì không? Không việc gì hết Chỉ cái tin ở tôi Luôn hai hôm mình không ra đến ngoài Vì hai mi mắt chàng tuy bớt sưng Nhưng hãy tia ánh sáng mặt trời lọt vào con ngươi Lại làm cho hai hàng lệ chảy ra ràn rùa Và nhức buốt tận ốc Mình có cái cảm giác bị những ngọn thương Những mũi tên bịch sắt xiên vào mắt Suốt sang phía sau gái Bởi vậy mình dẫu vẫn khỏe mạnh Mà luôn hai hôm phải nằm liệt giường Ở trong gian phòng cửa đóng kín mít như một người bất bệnh chồng trọng vậy trong khi ấy liên tạm nghỉ việc bán hoa lúc nào cũng chầu trực bên chồng để trông nom săn sóc ông làng bà mà nàng mời đến chữa cho mình vẫn cam đoan với nàng rằng chỉ năm hôm là bệnh minh khỏi hẳn song những lời thầy ủy lão ấy trấn tĩnh chẳng thể làm yên lòng bối rối lo sợ của liên còn văn thì không những chàng chẳng tin gì lời thầy lan mà chàng còn lấy làm ái ngại khi đứng ngắm thầy đắp lên mắt bạn những miếng tiết lá dòng dành, vò ra để đông lại. Chàng chỉ chờ thầy bước chân ra ngoài ngưỡng cửa là ném những miếng thuốc mách qué ấy xuống gầm giường rồi dùng nước bằng toan và bông rửa cho thực sạch. Vì sử dụng thuốc ta và thuốc tây mà Liên vài Văn bao lần giận nhau. Văn tức tối gắt cổng về nỗi Liên chẳng hiểu gì tới cách vệ sinh, bà thứ láo khoái gì cũng để thầy Lan đắp lên mắt mình. Chàng giảng nghĩa về vi trùng học cho Liên nghe thì nàng chỉ cười vì nàng không thể tin rằng trong những lá dòng dành mà lại có vi trùng và có lẽ nào những con vi trùng ấy bé nhỏ đến nỗi mắt tin tưởng của nàng không nhìn rõ được vả lại nàng nghe ông lan ba dèm pha thuốc tây mà nàng ghê sợ mỗi lần đến thăm bệnh nhân ông ta lại cặn kẽ dặn nàng chớ dùng thuốc tây vì ông ta nói thuốc tây nóng lắm chỉ hợp cho người tây có máu hàn và ở xứ lạnh chứ không thể dùng chữa cho người an nam có máu nhiệt và ở xứ nóng được liên tuy không hiểu thế nào là hàng là nhiệt song vẫn lấy làm tin phục lời thầy lắm ngày thứ ba bệnh bắt đầu thuyên giảm rồi hai hôm sau mắt minh hình như khỏi hẳn tuy trong ra ánh sáng vẫn còn hơi chói văn và liên vui mừng khôn xiết kể nhưng người vui mừng nhất là ông lan ba ông đặt cao cái mục kính gọng đồng trên tận trán đưa tay vuốt bộ râu bạc lơ thơ cất giọng tự phụ bảo liên để chị coi tôi nói năm hôm khỏi là y như năm hôm khỏi nếu không nghe tôi mà đi dùng thuốc tây thì mua rồi còn đâu văn nghe nói chỉ mỉm cười vì chàng chắc rằng minh khỏi bệnh không phải nhờ ở thuốc của thầy lan sáng hôm nay minh đã dục vợ lại gánh hoa đi bán ngồi một mình trong phòng chàng lấy làm bức sức buồn bã cố gượng chàng lấy sách ra đọc nhưng chỉ đọc được vài dòng Chàng đã thấy hoa cả mắt Và những chữ đen như nhảy lộn xộn trên trang giấy trắng Gặp sách lại Minh đeo kính râm Cái kính văn mua biếu chàng hôm trước Rồi thông thả ra vườn dạo chơi cho được khuây khỏa Nhìn qua đôi mắt kính màu cho Các vật như nhuộm một màu sắc xám Như bị bao bọc trong làng sương mù ảm đạm Những hoa cẩm leo đỏ tươi Minh trồng như mới hoa giả cứng khô làm bằng giấy tím Màu trắng mát của những hoa huệ rung rinh trên cuốn cao Và mềm đã trở nên hung hung Ủ rũ dưới ánh nắng vàng úa của mặt trời buổi sáng Những hoa hồng quế sắc thấm Thì biến thành rằng hoa đen Mọc le xe trên mặt đất màu trì xám Mình đưa tay lên bỏ cái kính râm ra Ánh sáng trong trẻo của buổi sáng mùa hè Thốt dội xuống vườn hoa tươi tốt rực rỡ Và mắt mình như lần đầu được ngắm một cảnh tương bừng sáng sủa Bỗng chẳng thấy chóng mặt các màu xanh màu tím màu vàng bay lộn Nhảy múa trước mắt chàng Hòa hợp trộn lẫn nhau Rồi Minh thấy nhà cửa vườn cây Cho chí trời đất quay tích thật mau Chàng kêu rú lên một tiếng suýt ngã May vớ được thân cây hoàng lan Chàng ôm ghì lấy Cúi xuống thở hổn hển Rời rạc cả chân tay Ông Hoạt sợ hãi vứt cuốc Chạy lại đỡ chàng Rồi nhặt kính rơi dưới đất đeo vào mắt cho chàng Và đưa chàng vào giường nằm nghỉ Nhìn lên đỉnh màng mình bỗng thấy hiện ra một cái vòng đen cái vòng đen ấy dần dần to mãi ra có lúc lại vụt biến thành hai sợ hãi mình ngồi nhõm dậy đưa tay lên dụi mắt vì chàng tưởng có giữ bám chàng lấy con người khiến chàng không trông được rõ nhưng mắt chàng vẫn ráo hãnh mà cái khoảng đen tròn ở trước mắt vẫn sừng sững như đến ám ảnh chàng lúc rộng loan ra lúc thu nhỏ lại lúc quay tít lúc đứng im phăng phắc cuốn quýt mình nhắm nghiền mắt lại để thoát cái vòng hắc ám nó đến như để định bao bọc lấy chàng nhốt chàng vào trong ngục tối tức thì cái vết đèn biến đi ngay và chàng thấy dịu dịu dễ chịu đói tưởng tới tấm lòng âu yếm thành thực của vợ và của bạn đã tận tâm kiệt lực vì chàng trong mấy hôm mình mơ màng tưởng như hai người thân yêu đương đứng gần đó ngắm chàng mà mỉm cười mình mở tròn mắt ra thì ảnh hai người đã lại biến ra hai cái vòng tròn đen sừng sững nguyên chỗ cũ. Chàng sợ hãi như người bị ma ám. Chăm chấm nhìn kỹ, chàng thấy hiện ra trong hai cái vòng đen kia cặp mắt đỏ ngầu và cái mồm rộng hoác. Chàng kêu rú lên rồi lại vội vàng nhắm mắt. Mình ơi, em đã về. Nghe tiếng vợ mình thấy đỡ sợ, đỡ khổ. Chàng thông thả mở mắt đâm đâm nhìn rồi hỏi. Mình đứng ở đâu? liên cười. Mình khéo vợ lắm, em đứng ngay trước mắt mà mình còn hỏi ỡm ờ. Không mà, anh có ỡm ờ đâu. Anh trông không thấy mình thực. Có lẽ tại mình đứng vào trong cái vòng đen. Liền cho là chồng nói bông, cười khanh khách. Cái phòng đen ấy mình vẽ từ bao giờ vậy? Không trả lời, mình nghiêng đầu, liếc mắt nhìn ra phía trước mặt rồi tươi cười bảo vợ. À, anh nhìn thấy mình rồi liền ngắm chồng và vẫn cười sằng sặc mình biến thành loài gà đấy à mình ngơ ngác không hiểu liền lại nói tiếp chồng mình nghiêng đầu như hệ con gà mái nhìn hạt thóc rơi nhưng vẫn thấy chồng yên lặng nét mặt nghiêm nghị liền im bặt rồi có vẻ lo lắng nàng xe sẻ hỏi mình làm sao vậy lạ lắm mình à mắt anh thì không đau đớn một tí nào nữa mà anh nhìn cứ thấy có cái gì vương vướng đó là tại mình mới khỏi Vài hôm nữa lại được như thương Không việc gì đâu mình ạ à. Nghe vợ nói cũng có lý Mình đỡ lo Mình cho anh mượn cái gương liền ra tường lấy đưa cho chồng cái gương hình chữ nhật Tay mình quờ quạng như tay thầy bói Khiến Liên vừa kinh hoảng vừa tức cười Mình trông vào gương bảo vợ Anh không trông thấy hình anh ở trong gương mình à Tại tối quá đấy chứ gì Liên ra mở rộng cánh cửa ánh sáng ở ngoài như chạy ùa vào trong gian buồn tối mình à anh vẫn không nhìn thấy hình anh cả cái gương anh cũng không thấy mà anh biết anh cầm nó ở trong tay liền lo lắng khổ sở không tìm được lời trấn tĩnh mình lại nói thế mà mình đứng bên cạnh anh thì anh nhìn thấy rõ lắm vì mình không ở trong cái vòng đen bây giờ chỉ có một cái thôi mình à một cái gì kia mình một cái vòng đen có lúc những hai cái Liên nghe chồng nói kinh hãi Mình vẫn hí hoái cầm lệch cái gương sang một bên a à, anh trông thấy hình anh rồi Liên nghe chồng reo phải vì cười Mình làm như mình bắt được vật gì Mình ngẫm nghĩ bảo Liên Mình tính có sao không nhỉ Liên cố ăn ủi chồng Việc quái gì Sao mình biết không việc gì Như thế là thương, Ai mới khỏi đau mắt cũng vậy Rồi Liên bịa ra một câu chuyện để yên lòng mình Ngày xưa khi em còn bé Một lần em bị đau mắt mất hai tháng Lúc khỏi em cũng thấy như anh Mình mừng rỡ Thật à Là chả thật nữa Thế thoạt đầu tiên Em có thấy ánh sáng nhảy múa quay tiết không liền chẳng ngừng ngừ một chút nào Phải đấy Em thấy ánh sáng quay tít như trong trống Rồi thì mình thấy cái vòng đen tròn Phải không liền giọng quả quyết Chính thế Rồi thì hai cái rồi có lúc lại một cái Có khi mọi vật lại biến thành hai cả Chẳng hạn có lúc anh trong mình Hóa hai người Mà anh sợ không dám nói cho mình biết đấy Phải thế không Liền tươi cười Phải đấy mình ạ à. Thế rồi chỉ dăm sáu hôm sau là em khỏi hẳn Thế thì may quá Bây giờ thì mình đi ăn cơm Vì em đói lắm Kìa ông Hoạt đã bưng mâm lên rồi Trong khi ăn cơm Thấy mình cứ phải nghiêng đầu mới gấp được thức ăn Liên lấy làm ái ngại bảo chồng thôi để em gấp chúp mình cười bảo vợ um, anh lại nhớ tới khi còn nhỏ anh ngồi ăn cơm với mẹ mẹ cũng gấp thức ăn cho anh như thế cả ba người cùng cười ăn xong liên dục minh đi nghỉ bầu không khí yên lặng buổi trưa ở nơi thôn giả không ai ngờ bao bọc những sự rào rực của hai tâm hồn hương và sắc mặt trời sắp lặn trong vườn nhà Minh Ánh nắng vàng úa chỉ còn phản phất trên ngọn cây hoàng lan Gió chiều hay hãy lai động lá cành Tiếng kêu lạc sạc Sắc vàng sắc xanh che nhau xô nhau Đuổi nhau trong khoảng nắng thừa Cảnh trời tà gợi trong tâm trí liên những tư tưởng chán nản uể oải Nàng đặt cái bình tưới xuống đất Đứng đưa mắt ngắm quanh vườn một lượt Những luống hoa sang hồ đầy rẫy các màu rực rỡ Chẳng giúp nàng tạm quay được nỗi đau khổ mà chỉ làm rõ rệt thêm sự trái ngược của tâm hồn ủ rột với ngoại vật tốt tươi. Liên thở dài lẩm bẩm. Sao ở đời lại có khi xảy ra những sự vô lý đến thế? Có tiếng gọi. Minh ơi! Ở trong nhà đưa ra, Liên quay lại. Trên thề Minh đương sờ soạn, lần từng bước định xuống sân. Nàng vội vàng chạy lại, hoảng hốt kêu lên. Ấy, khéo ngã! Mình, hãy đứng đấy để em dắt. Một lát sau liền đưa mình ra vườn Lại ngồi trên chiếc ghế Mà cũng như mọi buổi chiều Nàng đã đặt sẵn ở bên dàn hoa móng rồng Bắt khum tựa hình cái mái củng Chung quanh có chống cột tre Vì đã hai tuần nay Minh mù hẳn Đã hai tuần nay Minh nhìn ra ánh sáng chỉ thấy một sắc trắng đục Như ta trong qua Cửa kính sơn men mờ vậy Cái ngày mà mắt Minh hết sưng Tưởng như thực khỏi rồi Là ngày bệnh lòa bắt đầu tăng mình thấy các vật quanh mình một ngày một kém rõ Phải chú ý lắm Phải định hết tinh thần mới trông thấy lờ mờ Hình như cái gì vương vướng trong con ngươi Rồi mười hôm sau Khi mình thấy cái vết đen tròn Thì cặp mắt mình chỉ còn là hai con mắt giả Tuy cũng giống như mắt người thường Mà không còn trông thấy một vật gì hết Liên và Văn phải nhìn kỹ mới biết trong mắt mình Con ngươi dần dần vẫn đục Và đồng tử có sắc trắng xanh Mình mắc bệnh thông manh buổi đầu minh còn khóc lóc thảm thiết than thân về sau sợ làm phiền lòng vợ nên nhiều lúc chàng gượng sầu cố nén lòng khuất phục số mệnh đó là cách chàng trả ơn vợ và bạn vì chàng không quên rằng suốt gần một tháng trời hai người đã cố hết sức kéo chàng ra khỏi vòng tối tăm nhưng số phận chàng đến lúc gặp nạn thì còn biết làm sao dẫu chàng buồn bã cũng chẳng lấy lại được hai con mắt sáng mà chỉ tổ làm cho bạn tốt thêm hối hận và người vợ yêu thêm khổ sở. Những sự đã xảy ra trong quá ngày vừa qua, chiều hôm nay lại lẫn vẩn trong tâm trí vợ chồng Minh, khiến hai người âm thầm nghĩ ngợi đến 10 phút, không ai tìm được lời để khơi câu chuyện. Luồng gió thổi trong vàng lá, có tiếng rì rào thốt, nhắc Minh nhớ tới hiện tại. Liên! Đứng đâu? Liên! Mỗi khi nghe chồng gọi đến tên mình như thế là Liên hiểu rằng Tâm hồn chồng đương bị xúc động Nàng vội vàng cúi xuống Cầm tay chàng trả lời một cách rất dịu dàng ô yếm Liên vẫn đứng bên cạnh Minh đây Anh nắng còn trên ngọn cây hoàng lan không? Liên ngước mắt nhìn Chỉ còn một tí ở tầng trên đỉnh thôi Mình à Thế thì có lẽ hơn 6 giờ rồi đấy nhỉ Vâng, mình đoán đúng lắm Mình thở dài bảo vợ Có mắt mà trong thì vẫn đúng hơn là đoán Liên cố tìm lời để an ủi chồng Lời an ủi ấy những khi ngồi một mình Liên thường nhẫm đi nhẫm lại trong trí Để lúc nói với chồng được âu yếm, thân mật Vì nàng biết rằng không sự gì cần cho người khổ sở Bằng những lời dịu dàng, thành thực của một người thân yêu Nàng nói Thì mình không trông được, đã có em trông giúp Em trông cũng như mình trông chứ gì Mình có còn nhớ một lần mình giảng nghĩa cho em nghe bài ngủ ngôn người què và người mù không? Người mù cổng người què và người què dẫn đường cho người mù. Mình cười một cách chua chát. Nhưng em có què đâu. Em không què nhưng em quê mùa dốt nát thì cũng chẳng khá gì người què. Và anh cũng vậy, anh có mù đâu. Anh không nhớ lời ông Lan Mộc mà hôm kia em mời đến chữa cho anh sao? Mình tắt lưỡi. Tin gì được lời những thầy lang Thực ra hai hôm trước Thấy mình chán nản đau đớn Chỉ nói đến toàn sự ghê gớm Nào những muốn thác Muốn tự tử Muốn tuyệt thực Cho hết một đời khốn nạn Nên liền và văn lập mưu Nhờ ông Lan Mộc đến Nói quả quyết với Minh rằng Thế nào cũng chữa khỏi được Vì bệnh chàng không lấy gì làm trầm trọng cho lắm Không thấy liền trả lời Minh yên trí rằng Vợ cũng đồng một ý với mình Chàng lẩm bẩm ra dáng tức tối <laughs> Làng bâm liền cố phá tan sự nghi hoặc của chàng sự nghi hoặc bao giờ cũng đầy rẫy trong tâm hồn những người khổ sở không đâu mình à ông lan mộc vẫn có tiếng xưa nay chữa một trăm đám đau mắt thì khỏi đến chín mươi chín đám mình cười gằn đáp lại <laughs> thế nhỏ ông ấy vừa chữa khỏi người thứ chín mươi chín mà anh lại là người thứ một trăm thì sao thấy chồng cười liên cũng cười theo mình cứ nói bông như thế làm gì người ta đã quả quyết chữa được thì cứ nên tin người ta hôm nọ anh văn chả bảo mình rằng phải dốc lòng tin ở thầy thuốc thì mới chống khỏi là gì mình châu mày mắm môi anh văn anh văn thì ra quái gì chỉ tử tế cái mồm năm sáu hôm nay không thèm bén mạng đến đây liên ôn tồn bảo chồng mình chả nên thế chả nên ngờ vực một người bạn tốt anh ấy chẳng bảo mình rằng anh ấy bận đi nam định có việc cần Mãi chiều tối hôm nay mới trở về Hà Nội đấy ư Mình vẫn nhớ rằng bạn không có ở Hà Nội Chẳng qua trong lòng bức rứt khó chịu Chàng chỉ tìm dịp để biểu lộ sự phẫn uất cho hả mà thôi Nhất là chàng lại đương oán trách ngầm mấy thầy Lan Mà Liên vừa vô ý nhắc tới Mấy thầy Lan mà chàng đổ cho đã phạm tội làm chàng bị mù tịch Lời phân giải của Liên càng làm cho chàng cáu tiếc Cất tiếng run run chàng hỏi vợ Có phải mình bên anh Văn không? Liên vừa giận vừa thương hại chồng, đứng im không đáp, khiến mình càng như điên, như cuồng, chàng thét. Kìa, tôi hỏi sao lại không trả lời? Chết chứa mình quẩn trí mất rồi, vì lẽ gì mình lại bảo em bên anh Văn? Vì lẽ gì à, vì lẽ gì à? Mình tự hỏi mình thì mình sẽ biết. Thốt nghe tiếng khóc nức nở của vợ, mình đứng dậy loay khoay, quờ quạng, nói lúng túng cuốn quýt. Xin lỗi mình, anh xin lỗi em. Anh điên mất rồi. Em tha thứ cho anh, vì anh khổ sở quá nên nhiều khi anh như người mất trí khôn. Liền cảm động vội lau nước mắt, vui cười bảo chồng. Rõ mình lẫn thẩn lắm, mình có lỗi gì? Lúc đau yếu thì ai chả thế. Sự hối hận khi ta đã hiểu thấu lẽ phải thường làm cho tâm hồn ta đương nhiễu loạn cực điểm, trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Mình ngồi tựa lưng vào ghế, ngửa mắt như nhìn trời tuy mắt chàng chẳng trông thấy mảy may một nụ cười nở trên cặp môi chàng vui vẻ hỏi vợ mình có tin rằng có trời không mình có tin rằng có đấng tạo hóa tối cao tối đại tối thiện không liền chưa kịp trả lời thì minh lại nói tiếp luôn anh thì anh tin rằng có vì nếu không có trời thì những sự đau khổ của nhân loại còn đau khổ đến đâu anh chỉ đem anh ra làm thí dụ cũng đủ hiểu cái lẽ trí công, trí thiện của đấng tạo hóa. Ngài biết rằng có một ngày anh phải chịu cùng cực với cái bệnh ghê gớm, với cái tàn tật của anh đây. Nên Ngài đã ban cho anh một người vợ hiền và một người bạn hiền để an ủi anh, để cùng anh chia sẻ sự thống khổ ở đời. Nếu sự thống khổ này trời bắt anh phải có, thì anh chỉ nên mến nó, vì nó làm cho anh được nếm cái hạnh phúc hiếm có, là tấm lòng thương yêu thành thực của người vợ và người bạn. Mình nói, nói rất trơn tru hoạt bát Hình như sự cảm xúc sâu xa bật ra lời Mà kẻ nói không biết mình nói những gì Rồi bỗng mình ngừng bật như tắt họng Kế tiếp, hai hàng lệ ràng ruột khai bên má liền ôn tồn hỏi chồng Sao mình lại khóc? Mình ngập ngừng Anh cũng chẳng hiểu tại sao Có lẽ tại anh sung sướng quá chăng? liền đưa khăn cho mình lau nước mắt Rồi toan dắt chàng vào trong nhà thì chàng thông thả đưa tay ra gạt đi mà rằng Em hãy để anh ngồi chơi mát ở đây tí nữa đã Nhưng mình đã đói chưa Em đi dọn cơm nhé Còn chờ ông Hoạt ở Ngọc Hà về đó chứ Nếu mình đói rồi thì mình ăn trước cũng được Chưa mình à Anh chưa đói Vậy em xin phép anh Em đi đằng này vài phút nhé Được mình cứ đi Mình ngồi lại một mình Tìm hết các lẽ để tự an ủi Chàng mỉm cười nghĩ thầm cha Mù thì vì tất đã khổ Chẳng qua ta cho là ta khổ thì ta khổ đó thôi Có lẽ mù lại sướng kia đấy Càng khỏi nhìn thấy những cái chướng mắt Cứ ý ta thì trong ngũ quan, thị quan Ít cần nhất cho sự sung sướng của tâm hồn Và từ bé đến giờ ta cũng đã trông thấy chán cảnh rồi Bây giờ trí ta chỉ ôm lại cũng thừa đủ Thốt nhiên các nơi danh thắng vụt vẽ ra trong trí tưởng tượng của mình Nào hồ hoàng kiếm, nào hồ tây, nào vườn bách thảo, nào chùa trấn quốc, nào sông nhị hà Các cảnh vật như lộn xộn, xô đẩy nhau in vào màn ốc chàng Chàng bỗng chau mày đâm đâm nghĩ ngợi Vì chàng đương cố nhớ lại các màu mà không thể được Phong cảnh chỉ lờ mờ hiện ra như trong đám sương mù ảm đạm Không có một sắc gì minh bạch Chàng lẩm bẩm thì ra phải trông thấy ở trước mắt mới có thể biết màu xanh là thế nào màu đỏ là thế nào mình nghĩ thế thì lấy làm buồn rầu thở dài tự hỏi chả có lẽ mình lại mù thật câu hỏi ấy có cái mãnh lực nhắc mình nhớ tới lời trấn tĩnh của thầy lan và lời giảng giải của văn lúc bấy giờ chàng cho là văn nói rất có lý vì trước kia chàng có để ý sưu tầm tới bệnh đau mắt bao giờ đâu mà biết đến nơi đến chốn còn như văn thì Văn đã đến thư viện tra cứu rất cẩn thận Có lẽ đầu Văn lại nói mò Mình cố ôm lại những câu Văn đã đọc cho nghe mấy hôm trước Cứ lời trong quyển sách thuốc mà Văn chép ra đó Thì bệnh thông manh của mình có thể chữa khỏi được Sự hy vọng làm nở một nụ cười ở trên cặp môi minh. Chàng nghĩ tới con đường tương lai Tưởng tới những hạnh phúc êm đềm chưa mất Thoáng ngửi thấy hoa thơm sực nứt Mình mơ màng như đang sống trong cảnh mộng Chàng chớp mau cặp mắt Đâm đâm ngẫm nghĩ Không Chàng không mơ mộng Mùi thơm vẫn như ở gần mũi chàng Mà chàng lại có thể nhận tách bạch ra được rằng Trong đó có hoa móng rồng Hoa hoàng lan Hoa mộc Hoa sói và hoa ngâu Chàng chợt nhớ tới lời nói của Liên mấy tháng trước Khi mắt ta không trông thấy Thì mũi ta càng thính Trong lòng ngờ vực Mình đưa tay ra xua ở trước mặt Thì đụng ngay phải tay Liên Chàng giật mình hỏi Cái gì thế Tiếng cười khanh khách của Liên đáp lại câu hỏi Em tặng mình bó hoa Mình cũng cười Mình làm anh cứ tưởng anh chim bao Này nhưng trong bó hoa của em có hoa móng rồng Hoa hoàng lan, hoa ngâu, hoa mộc và hoa sói phải không Ô tài nhỉ đúng cả đấy mình ạ à. Liên đặt bó hoa vào tận tay chồng Mình đưa lên mũi ngửi thật lâu rồi bảo vợ Thế thì mình tốt bụng hơn ông Chu Mạnh Trinh nhiều liên ngơ ngác không hiểu hỏi lại ông chu mạnh trinh là ai thế mình là một ông quan án liên cười nhưng sao mình lại ví em với ông ấy với một ông quan án vì ông ấy cũng tặng hoa một người mù chỉ khác có một điều là đằng họ thì hai ông quan tặng hoa cho nhau còn chúng mình là con nhà bình dân tự trồng lấy hoa mà tặng nhau liên vẫn cười dân tặng hoa thì sao lại hơn quan được mình nói lẩn thận quá Bông hoa thì bao giờ Thì ở đâu cũng vẫn là bông hoa chứ Thì mình hãy để anh nói dứt câu đã nào Anh có bảo vì em là dân Mà em hơn quan án chu Mạnh Trinh đâu Ngày xưa cụ Tam Nguyên yên đổ Người Hà Nam cũng bị mù Bây giờ ông chu Mạnh Trinh Án sát tỉnh Hà Nam Thân đem về biếu cụ đôi chậu hoa Đôi chậu trà Liên vội ngắt lời Cụ mù mà biếu cụ hoa trà Thì cụ ngửi thấy mùi gì nữa ấy thế anh mới bảo mình tốt bụng hơn ông chu mạnh trinh vì mình tặng anh rặt những thứ hoa có hương liên tỏ ý căm tức bảo chồng sao ở đời lại có hạng người tàn ác đến thế mình nhỉ mình cười họ đùa nhau đấy thôi mình à vì họ là hai nhà thi hào hay chữ nhất một thời cho dẫu đùa nhau đi nữa ai lại đùa thế bao giờ ai lại đùa người tàn tật bao giờ câu nói của liền khiến minh vừa cảm cái bụng tốt của vợ vừa lấy làm ngậm ngùi cho cái cảnh tàn tật của mình chàng ứa nước mắt hỏi liên vậy anh cũng đáng thương phải không em liên vội nói chữa chỉ dạ dột em nói người tàn tật kia chứ mình thì sao gọi là tàn tật được mình chỉ đau mắt rồi ít nữa mình khỏi mình mỉm cười anh muốn tin lời em lắm anh nên tin lắm vì em không nói sai bao giờ dễ thương em là bậc tiên tri đấy à liên nũng nịu, hẳn chứ lị Hai vợ chồng cười rộ Và Minh quên hẳn sự đau đớn Lúc bấy giờ trời đã nhá nhem tối Mà Liên vẫn không lưu ý đến Nàng âu yếm đứng tựa vào vai Minh Vợ chồng giờ lâu không nói Như đương hy vọng những sự đau đau Mãi khi trông thấy thấp thoáng Ánh cây đèn ông Hoạt vừa đặt bên mâm cơm Ở ngoài hiên Liên mới nhớ ra rằng vẫn chưa ăn cơm chiều Sáng và tối Cơm nước xong thì trời tối hẳn Hôm ấy nhằm ngày 17 Nên trăng chưa mọc Cây đèn dầu tây búp măng Thì liên vì cần kiệm đã tắt đi rồi Ngọn đèn Hoa Kỳ vặn nhỏ hơn hạt ngô Chiếu ánh lù mù tựa một ngôi sao đỏ Ẩn sau đám mây mờ Làng không khí nặng nề bao bọc hai người Như đè nén lên ngực Làm cho khó thở Thốt nhiên liên buông một tiếng thở dài Mình trả lời bằng một cái chép miệng Rồi hai người lại ngồi yên lặng Bỗng mình đau đớn bảo vợ Tôi thương mình lắm mình à Liền cố lấy giọng dịu dàng đáp lại Mình lại nghĩ quẩn gì đấy rồi Thấy mình ngồi im Liên dục chàng đi ngủ Mọi lần hãy khi nào Liên đoán rằng Những tư tưởng hắc ám đương làm vẫn đục Ý nghĩ của chồng Thì bao giờ nàng cũng đem hết lời âu yếm ra khuyên can Nhưng lần này Chính những tư tưởng ấy đương bản lãng Trong tâm hồn nàng nàng cảm thấy ngây ngất chán nản khổ sở không những không tìm được lời an ủi chồng mà cũng không thể tự trấn tĩnh được mình là vì trong vòng hơn một tháng nay nàng chỉ những quanh quẩn vào việc chăm nom săn sóc bệnh nhân việc bán hoa có kém súc đi nhiều tiền thu vào thì ít mà tiền tiêu ra thì nhiều gấp năm gấp mười trước nào trả thầy lang nọ thầy lang kia nào thứ thuốc này thuốc khác thành thử không những tiêu hết cái lãi còn con hằng ngày mà ít nhiều vốn liếng để dành cũng đều khánh kiệt nàng nghĩ thầm hết tiền rồi làm ăn ra sao ngỏ lời vay anh văn thì cố nhiên là không thể nào được thì đành chịu chứ biết sao câu than thở của mình làm cho liên giật mình nàng tưởng chồng đọc được tư tưởng của mình ngơ ngác nàng hỏi mình nói lảm nhảm gì vậy anh bảo Giờ đã bắt anh phải mù lòa Thì cũng đành phải chịu vậy chứ biết sao Liên không trả lời Mình thở dài lẩm bẩm nói một mình Thế là hết một đời Liên gắt Sao mình cứ nghĩ quẩn mãi thế Mình ốm thì phải để cho em chữa chạy Chứ ngồi mà than thân như thế Phỏng có ích gì không Một tiếng nứt đưa lên Làm tắt ngạn cổ mình Liên hối hận vội vàng chạy lại gần chồng thì thầm bên tai xin lỗi Mình tha tội cho em Em buồn quá Em thương mình quá Nên em nhỡ nhời Vì anh mà mình buồn bực khổ sở Thì thực anh cũng chả muốn sống nữa Không em buồn có phải vì anh đâu Thỉnh thoảng em vẫn buồn vơ buồn vẫn như thế đấy Đây này em hết buồn rồi đây này Liên gượng cười Giọng cười khanh khách Liên cố làm ra tự nhiên Nhưng vẫn có vẻ ngượng nghịu tẻ ngắt Ngừng cười Liên nói Mới lại mình đau mắt thì rồi mình khỏi Chứ việc gì mà em phải buồn Bóng trăng lấp ló qua vàng hoa móng rồng liền giật mình buộc mồm kêu Trời ơi đẹp quá Lạnh lùng Minh hỏi Cái gì mà đẹp thế mình Liên ngồi im không đáp Sực nhớ tới sự buồn rầu của mình Mỗi khi nàng quá vui mừng Minh càng uất ức Cho rằng vợ sinh nhạt nhẽo với mình Chàng dặn từng tiếng bảo vợ Sao tôi hỏi lại đứng im Thấy chồng giận dữ liền vội nói chữa Chết chữa Lắm lúc em như người không hồn Có gì đâu Mặt răng vừa mới mọc Làm em giật nảy mình Một nụ cười nở trên cặp môi mình Chàng ngửa mặt nhìn lên quảng không Vui vẻ nói Anh không trông thấy răng Nhưng anh chắc rằng răng đẹp lắm Nhất là răng mới mọc Lập lạnh trong đám lá nhặt thưa Có phải không mình Chính thế mình à mình có hiểu tại sao anh biết thế không?" Liên cười. "Thì chúng mình ngồi đây ngắm răng kể có hàng trăm lần, làm gì mà mình không nhớ? Không phải đâu. Những lần anh ngồi ngắm răng với mình, anh quên cả. Nhưng mới tối hôm kia, anh vừa được ngắm một cảnh sáng răng đẹp quá, anh chưa kể lại cho mình nghe." "Quả thực anh có được ngắm một cảnh sáng răng. Song đó chỉ là một giấc chim bao. Từ hôm anh lòa đến nay, anh chim bao như thế nhiều lần lắm rồi." Nên anh quên đi mà không tưởng tới rằng Anh mộng hay anh tỉnh nữa Thú lắm mình à Rồi tỉnh mộng Anh lại buồn ủ rũ than thân trách phận Nhớ đến cái đời thực hiện Cái đời tối tâm của một người bù Mà anh cho là một đời mộng Nhưng mà huyền bí lắm mình à Đến bây giờ anh cũng vẫn còn nhớ mơ màng Lẫn đời mộng với đời hiện tại Không biết rằng Lúc đó anh mộng thấy anh mộng Hay anh mộng thực Mình ngừng lại ngồi ngẫm nghĩ vẫn như còn đương ở trong giấc chim bao liên ái ngại cố giữ tiếng thở dài và ôn tồn bảo chồng thôi mình đi nghỉ kéo khuya rồi mình như không nghe rõ lời vợ dục thông thả kể tiếp ừ mà chính thế đương lúc anh buồn bực chán nản đau đớn thì ở trong quãng tối dày một luồng gió mát bỗng thoảng qua anh rùng mình ngước mắt trông ra xa răng tròn sáng trong và bóng loáng đã mọc ở chân trời mặt hồ mênh mông bát ngát gợn sóng như vàng reo lăn tăn chạy nhảy lên làn nước màu xanh nhạt anh thấy anh ngồi trên một mỏm đá treo leo dưới chân sóng vỗ bọt tung lên trắng xóa anh lắng tai nghe không có một tiếng gì làm rung động làn không khí yên tĩnh đến cả tiếng sóng vỗ cũng không nghe thấy là thực tuy nước vọt lên cao hơn đầu người ngắm cảnh sáng giờ ấy anh tưởng tượng như đi xem chớp bóng câm vậy Liên ngơ ngác hỏi chớp bóng câm là thế nào là không có tiếng như chớp bóng ở phố hàng buồm mà đã mấy lần anh đưa mình đi xem thế lại còn chớp bóng không câm nữa kia à phải bây giờ mới có chớp bóng nói anh toàn đưa mình đi xem thì anh mắc bệnh nhớ tới bệnh mình lại buồn rầu ngồi thường người ra hầu như quên bẵng câu chuyện mộng liền xe sẽ nhắc thế rồi sao nữa mình mình giật mình hỏi cái gì kia? Giấc mộng của mình ấy mà. Mình chép miệng thở dài. Giấc mộng của anh đó. Nó trái ngược với sự thực một cách đau đớn lắm. Sự thực thì tối tăm như mực mà mộng thì lại sáng rực rỡ như pha lê. Mà cái chim bao anh kể cho mình nghe đây chỉ là một trong những chim bao đẹp đẽ luôn luôn đến làm cho giấc ngủ của anh đêm nào cũng biến thành cuộc du lịch trong những cảnh bồng lai. Có khi thấy sung sướng quá anh sinh ra ngờ vực âm thầm nghĩ có lẽ ta mộng chăng hình như ta mù thì phải sao ta lại trông thấy nhiều sự rực rỡ tốt tươi như thế kia song cái ý tưởng ấy chỉ vụt qua trong tâm trí anh mà thôi trong chung quanh vẫn thấy đầy rẫy các màu thì anh lại mỉm cười nói một mình chết chữa thì ra mình mơ mộng rằng mình mù chứ mình có mù đâu lúc đó anh vui vẻ ôm lại những sự đã xảy ra như ôm lại một giấc mộng vậy Ôm lại từ bữa tiệc mừng cho đến tận lúc anh không trông thấy gì nữa Còn chút ngờ vực nào nó cũng phải mất hết Khi anh đã đưa mắt ngắm lại cảnh vật một lần cuối cùng Liên vui vẻ ngắt lời Thế thì sung sướng lắm nhỉ Đêm của anh thành ngày cả Mình nói tiếp Mà ngày của anh thành đêm Rồi sau tiếng thở dài như nhớ tiếc cái gì Chàng lại bắt đầu kể Trong khi ngồi ngắm răng Anh thấy lạnh lạnh đằng sau cái Vội quay lại thì kìa Đường tiến đến gần anh Một vị tiểu thư khuôn mặt hệt khuôn mặt em Nhưng trang sức khác hẳn Đại khái như những thiếu nữ tân thời Đường ngô rẻ lệch Và vận quần áo trắng màu thiên thanh Người thiếu nữ đến bên anh Viện tay lên vai anh mỉm cười mà không nói Anh toàn hỏi chuyện thì ở trong một tòa lâu đài Đi ra một trang công tử Anh trông đa ná như anh văn Người ấy cất tiếng thật to Gọi Tú Lan, Tú Lan Khiến anh giật mình thức giấc thì than ôi vẫn nằm trơ trên chiếc giường lát tre giữa khoảng tối đen vô cùng vô tận vằn vặn tiếng cú kêu đều đều trên cây hoàng lan liền kinh hoảng nhớ tới cái đêm ngồi chờ chồng nàng vội ngắt trời ơi mình nghe thấy tiếng cú mình mỉm cười nói phải thì ra tiếng gọi tú lan là tiếng kêu của con cú lúc đó anh tiếc giấc mộng muốn ngủ lại nhưng con cú nó cứ kêu hoài nghe buồn và ghê sợ quá không sao ngủ lại được anh mơ màng quên cả tàn tật toan đứng dậy ra đuổi cho nó bay đi thì vừa tỉnh hẳn liền thở dài đưa tay gạt nước mắt sao mình không gọi em mình vất vả cả ngày anh không muốn làm mất giấc ngủ của mình bấy giờ đã gần chín giờ trăng mọc đã cao lấp ló qua cành lá hoàng lan hơi rung động có tiếng chó sủa ở con đường hẻm vào nhà minh liền trông ra cổng thốt nhiên nhớ tới đêm hôm minh ngã bị thương và lo lắng ngồi nhìn mà không nói nghe câu chuyện buồn rầu minh vừa kể nàng thấy lòng nàng thêm chán nản nên không muốn cử động không muốn nói năng gì nàng bỗng vui mừng bảo chồng anh văn về chơi mình ạ à? lạnh lùng minh đáp sao mình biết vì em trông thấy ánh đèn điện của anh ấy minh yên lặng ngồi chờ quả có tiếng gọi liền vội vàng chạy ra mở cổng mình nghe rõ vợ hỏi bạn sao anh đến chơi khuya thế và bạn trả lời tôi vừa ở nam lên lại thăm anh chị anh minh còn thức đấy chứ hai người đi đến thềm liền hớn hở bảo chồng mình ơi anh văn đến thăm mình luôn tiếp tiếng văn chào anh tôi phải ở nam mấy hôm nhớ anh quá thế nào vẫn được mạnh chứ nghe hai người nói năng vui vẻ tưởng chừng họ sung sướng lắm mình cầm tức lãnh đạm trả lời Anh đấy à Cảm ơn anh Tôi vẫn mù như thường Cho là bạn khôi hài Văn cười vang rồi nói Tôi hỏi anh trong người có được khỏe mạnh không Chứ bệnh đau mắt của anh thì tôi chắc chắn thế nào cũng khỏi rồi Nhưng kìa Sao mà buồn thiêu buồn chảy thế kia Minh cười gằn Tôi vui thế nào được Tôi bì thế nào được với anh Anh con nhà danh giá giàu có Lại trẻ trai còn tôi, tôi chỉ là một thằng mù nghèo đói liền cố nén sự sung sướng đối với vằng nàng luôn luôn giữ gìn không để cho chàng hay cho ai có thể ngờ vực lòng đoan chính của nàng song cùng với cái tính thành thực hoàn toàn đối với chồng nàng lại có tính hồn nhiên của đám bình dân vui thì vui buồn thì buồn không hề biết giả dối tối hôm nay đương ở trong cái cảnh ủ dột nặng nề nàng coi người bạn đến chơi như một người cứu nạn tựa hồ người ấy mang tới chút ánh sáng của hạnh phúc lúc ta ngồi một mình loay hoay với tư tưởng hắc ám thì bất cứ ai đến chơi ta cũng thấy ta đỡ khổ hình như người ấy đến san sẻ với ta những bị đắng cay huống người đến chơi đây lại là một người bạn thân thì hèn gì mà liên chẳng vui mừng hớn hở còn mình thì chàng lại nghĩ khác cái bệnh lòa đã đổi hẳn cả tính tình của chàng xưa chàng vui vẻ bao nhiêu thì nay chàng cắt cổng bấy nhiêu xưa chàng thẳng thắng bao nhiêu thì nay chàng ngờ vực bấy nhiêu chàng cho rằng văn lặn lội đến chơi khuya như thế chỉ có một cớ trông thấy mặt vợ chàng mà năm sau hôm nay bạn xa cách bao sự nghi kỵ xưa kia đến vẫn vơ trong tâm trí chàng chàng vụt nhớ tới những lần văn đến chơi khi chàng còn chưa mắc bệnh bao giờ văn cũng bắt đầu hỏi liền có nhà không chàng nghĩ thầm thôi nay ta mù thì tha hồ Chà, đêm hôm khuya khoắc mà mò đến Chỉ cốt để thăm ta thì thật là vô lý Văn bị bạn hắc hủi Lấy làm khó chịu Thì thầm hỏi Anh ấy hôm nay làm sao thế Liền cũng chép miệng Thì thầm trả lời Chả biết nhà tôi chim bao chim biết những gì Rồi sinh ra thế đấy Mình không rõ hai người nói chuyện gì Càng tức tối càng nhằn bảo vợ Khách đến chơi sao không có đèn đốm Để tối mò mò như thế Văn tức cười về câu nói mò của mình Nhưng cố bình tĩnh bảo bạn Thôi đã có răng cũng đủ rồi anh à Liên ngoan ngoãn vào trong nhà đem cây đèn ra thấp Văn nói Tôi về Nam gặp anh Trương Tôi có hỏi về bệnh đau mắt của anh Anh ấy bảo cứ để vậy rồi thế nào cũng khỏi Anh ấy mở cả sách thuốc đọc cho tôi nghe Một đoạn tả về tình trạng bệnh thông manh Y như hệt bệnh anh Đoạn ấy kết luận rằng Chống chạy thế nào cũng khỏi như thường những lúc khác mình được tin ấy thì đã mừng rỡ Nhưng lần này trái lại Chàng nghe bạn nói chỉ càng thêm tức bực Chàng trao mày trả lời Chà Cứ mù tịt mãi cũng xong Khỏi trông thấy những sự bẩn mắt Liên ái ngại đến gần chồng an ủi Mình chả nên thế Mình gắt Bà để mặc kệ thay tôi Văn lắc đầu Ô hay Sao hôm nay anh lẫn thẫn thế nhỉ Thôi chị đưa anh đi ngủ Khuya rồi tôi xin về Sáng mai tôi lại đến sớm Rồi chàng ghé vào tai bạn âu yếm nói thầm Anh đi ngủ nha Ngoan Chống mai tôi biểu cái quà này thú lắm kia Văn bắt tay mình Từ biệt đi thẳng liền ra đóng cổng Lúc quay lại thấy chồng ngồi bưng mặt khóc Nàng rón rén lại gần nhưng không dám nói gì Chỉ sợ chồng gắt Sự đau khổ như theo nước mắt chảy đi Minh cảm thấy lòng nhẹ nhàng Ôm tồn chàng gọi Mình Liên vội vàng thưa: "Dạ, em đứng đây. Ta đi ngủ thôi." Đêm hôm ấy mình trằn trọc mãi, gần sáng mới ngủ được, tâm hồn chứa đầy những tư tưởng chán đời, những ý nghĩ ngờ vực. Khi thức giấc, chàng ở vào giữa khoảng yên lặng, chẳng biết bây giờ là ngày hay đêm, cất tiếng chàng gọi Liều: "Mình ơi, Liên ơi." Không nghe thấy tiếng trả lời, chàng nhắm mắt cố ngủ lại. Bỗng xa xa có tiếng rao phở ngoài đường. Chàng liền ngồi dậy lẩm bẩm Sáng đã từ lâu rồi Thở dài chàng nghĩ tới cái cảnh không ngày không đêm của mình Mà ngậm ngùi ngao ngán Chàng đứng xuống đất Sờ soạn tìm lối ra ngoài Buổi đầu mới mù Mỗi lần muốn đi đâu Chàng đều phải nhờ Liên hay ông Hoạt dắt Nhưng nay chàng đã quen lối Lần mò một mình được Vừa lò rò xuống sân Chàng nghe có tiếng văn Thông thả đứng đấy để tôi dắt Chị đi đâu chị không có nhà ư câu hỏi của văn rất tự nhiên văn có ý trách liền sao không ở nhà để trông nom bạn nhưng sẵn có ý ngờ vực minh cho rằng bạn bà vợ cảm tình đối với nhau một ngày một thêm nặng và nếu hai người còn chưa đến nỗi phạm tới danh dự chàng là vì họ chưa có dịp đó thôi khi trong óc ta đã sẵn có một định kiến thì bao nhiêu cử chỉ ngôn ngữ của người mà ta ngờ vực ta chỉ hiểu theo định kiến của ta nhưng minh lại không trông thấy gì mà lại cố tưởng tượng ra những sự mình có thể trông thấy nếu mình không mù. Thấy mình không trả lời, lũi thủi lần men theo thềm nhà mà đi. Hai tay quờ quạng ở trước mặt, văn liền chạy lại đỡ. Mình chả buồn chào hỏi, sẽ đưa tay ra gạt mà rằng. Anh để mặt tôi. Văn kinh ngạc hỏi. Anh sao vậy? Vẫn lãnh đạm Minh cười gần. Tôi chẳng sao cả. Anh giận tôi đấy à? Ồ hay, sao tôi lại giận anh được? rồi minh theo lối trái hiên rẽ ra sân sau để văn đứng ngơ ngác nôm theo lúc minh trở lại văn đỡ chàng bước lên thềm và nói đùa khốn nạn bé bỗng thế này mà chị ấy nở bỏ trơ trọi một thân một mình ở nhà chẳng đói hoài đến minh lạnh lùng chà bỏ hẳn càng hay văn cau mày trách bạn này anh minh chúng tôi có điều gì mất lòng anh thì phải chúng tôi là ai thế Văn như hiểu ra rằng mình lỡ lời Nói chữa Phải Chả thế mà hôm qua anh xin sự với chị Hôm nay anh lại xin sự với tôi Mình cười mũi <cười> À ra chúng tôi là Văn và Liên đấy Văn thật thà hỏi dồn Thế thì sao Thế là, nghĩa là gì Mình sờ soạn ngồi xuống ghế đáp Phải Thế thì đã sao Bỗng mình chợt tỉnh ngộ Nhận biết mình có tính cào nhàu đáng ghét Nói lãng ngay sang chuyện khác À Anh đi Nam có gì thú không Chả có gì thú cả anh à Mình chừng muốn khơi chuyện để dò ý tứ Thông thả hỏi văn Các cô Nam Thành ra sao Anh Thấy bạn nói đùa vui vẻ Văn mừng tươi cười đáp lại Các cô Nam Thành đại khái cũng như các cô Hạ Thành Nghĩa là soàn vả lại tôi không ưa sắc đẹp lắm Tôi cho một câu tư tưởng đẹp Đáng quý đáng yêu Gấp nghìn lần những dung nhan đẹp Văn tưởng nói thế để an ủi mình Có ngờ đâu càng gợi trong lòng bạn sự nhớ thiết Cái đời sáng sủa tốt đẹp đã qua Khuôn mặt xinh xắn Nước da hồng hào Cặp mắt sắc sảo của Liên Bỗng lại hiện ra trong tâm trí mình Phải Chàng yêu Liên Vì Liên với chàng là đôi bạn chí thân Ngay từ khi còn nhỏ Nhưng nhất là vì Liên đẹp Cái đẹp thiên nhiên mà chàng cho gấp mấy cái đẹp phù hoa Của các cô khuê cát Nếu không thì sao từ khi chàng mù Chàng cảm thấy đối với Liên Ái tình của chàng có kém đi Tuy Liên càng tỏ lòng âu yếm Và tận tâm tận lực chăm nom chàng Thì ra Cái đẹp đi liền với cái yêu Cái đẹp làm môi giới cho sự yêu nhau Những ý nghĩ ngoắt quéo ấy Đưa tâm tư mình đến sự săn sóc của Văn Ở quanh mình chàng Chàng cho là chỉ vì cái nhan sắc của vợ chàng Mà có tấm lòng tốt của bạn chàng Rồi mình nhớ tới mấy người bạn Có em gái đẹp bao giờ cũng được anh em vì nể bên vực và đến chơi nhà mình suy nghĩ liên miên trong khi văn lúi húi mở hộp bánh bỗng mơ màng quên hẳn có bạn đứng đó chàng cất tiếng cười sằng sặc rồi nói một mình cái sắc đẹp bao giờ cũng vẫn là chúa tể muôn loài văn quay lại hỏi cái gì mà thích chí thế mình im bặt văn mở hộp bánh lấy chiếc bánh cặp đưa tận tay bạn mời anh xơi bánh tôi đi nam về có chút quà mọn biếu anh bánh kẹo của các cô nam thành có tiếng là ngon lắm kia đấy mình đỡ lấy nói cảm ơn văn cười bảo bạn suýt nữa thì anh phải ăn bánh cưới của tôi mình cặp mắt chớp thật mau hỏi lại sao lại suýt nữa à tôi chưa nói chuyện với anh về việc vợ con của tôi nhỉ văn lại cười cười ngặt nghẹo rồi nói tiếp tôi nhận được dây thép nhà gửi lên bảo về ngay tưởng có việc gì chẳng hóa ra việc đi dạm vợ mình vui vẻ ngắt lời tôi xin hân hạnh mừng anh ân hận ấy thì có tôi phải dở hết tài hùng biện viện hết các lẽ trong năm hôm mới xin được thầy me tôi bằng lòng cho thôi đám ấy đám nào thế đám con một ông phủ sao anh lại không bằng lòng vì tôi muốn kén chọn một người bạn trăm năm ý hợp tâm đầu anh tính lấy người mà mình chẳng biết mặt mũi tính nết ra sao thì lấy thế nào được các cụ thì chỉ cốt môn đăng hộ đối Vậy đã có người nào lọt mắt anh chưa? Chưa Trước thì có một người Nhưng nay người ta đã lấy chồng rồi Mình đầm đầm nghĩ ngợi Chừng muốn lấy lòng bạn Văn lại nói tiếp Nếu tôi không chọn được một người Dung hạnh hoàn toàn như chị Thì tôi nhất định theo chủ nghĩa độc thân Dứt lời Văn cất tiếng cười vang Mình vẫn ngồi im nét mặt rầu rầu Một lát sau chàng chép miệng bảo Văn anh cứ nói thế chứ vợ tôi con nhà quê mùa hạ tiện chỉ xứng đáng sánh đôi với một người sinh trưởng ở một nơi hạ tiện như tôi mà thôi dẫu sao sự cạnh tranh giai cấp bao giờ cũng còn tôi có biết một người con quan thượng yêu một cô gái thuyền chài xinh đẹp thế mà khi đã tự do cưới làm vợ đã có con với người ta cha mẹ còn bắt phải rẫy tức là phải bỏ văn trách bạn tôi xem ra từ ngày anh mắc bệnh đau mắt đến nay tư tưởng anh như nhuộm một màu hắc ám dễ thường anh mới sinh ra ghét đời chăng vậy anh không tin như xưa ở sự tiến bộ của bình dân nữa hay sao tôi thì tuy là con nhà quý tộc nhưng tôi rất tin rằng chẳng bao lâu đám bình dân sẽ được như anh cả câu chuyện rất ôn tồn của bạn không ngờ minh lại cho là những lời kiêu hãnh lạnh lùng chàng đáp bình dân với quý tộc thì làm cái gì Văn cố nén lòng tức giận cười gượng Ô hay hôm nay anh làm sao thế Tôi chẳng làm sao cả Văn thương hại đứng dậy lại gần Lấy tay xoa đầu bạn Thông thả nói Anh giận tôi đấy à Anh giận người bạn thân nhất trên đời của anh sao Mình vừa hối hận vừa cảm động Ứa hai hàng lệ ngập ngừng bảo văn Anh tha lỗi cho tôi Tôi chỉ là một thằng khốn nạn Mình nói thế là vì chàng tự trách mình tự khinh mình đã nhỏ nhen ghen tuông hảo nhưng văn không hiểu cho là bạn chỉ phàn nàn đau đớn về tàn tật chàng liền thành thực an ủi anh cứ yên tâm thế nào rồi cũng khỏi tôi cam đoan với anh tôi thề với anh rằng thế nào anh cũng khỏi anh cứ để chúng tôi tĩnh tâm mà trong nôm chạy chữa cho anh chứ anh nóng lòng sốt ruột như thế chỉ thêm ốm người nào có ích chi hết tập hai còn tiếp